Vâng, các nghệ nhân của chúng tôi đã ôm trọn một vòng xoay xung quanh cây nêu, và tiếng chiêng chính là lời mời, cũng chính là lời chào của những người Bana đôn hậu đến tất cả quý vị, những người luôn ủng hộ, đồng hành cùng công chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Vâng, quý vị đang trong chương trình thường xuyên cuối tuần thưởng thức trải nghiệm. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây từ 19 đến 21 giờ. Chương trình đêm nay được thực hiện bởi các thành viên Bạn Na đến từ Bắc Cạn. Vâng, ở bên tay trái sân khấu của chúng tôi nhìn ở trong ra, quý vị có thể thấy một thiếu phụ Bạn Na đang cầm trên tay một chiếc ly, một chiếc cốc để bàn tre. Chúng tôi nói nôm na là một ống tre. Ống tre này được để rượu được hút ra từ các ghe rượu mà bà con đã làm và mang từ nhà lên. Theo phong tục của làng thì những người đánh trống, đánh chiêng là những người đã vất vả. Vâng, quý vị đang trong chương trình cùng chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Tiết mục mà quý vị đang xem có tên chào đón khách. Vâng, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống, các vũ đạo dân gian chính là lời chào của những người Bạn Na, những người sống ở một vùng đất xa xôi đã lên đây từ rất sớm để chào đón quý vị, để phục vụ quý vị từ 19 đến 21 giờ đêm nay trong chương trình cùng chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Vâng, kính thưa quý vị đồng mến, chúng ta đang được nghe bài chiêng thường được sử dụng trong lễ tơ thi, tức là lễ mã, một nghi lễ rất là lớn và quan trọng trong các nghi thức vòng đời của người Bạn Na. Sau khi một người thân nào đó trong gia đình mất đi, tùy theo điều kiện của gia đình mà người Bạn Na sẽ tổ chức lễ bảo mã trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm và thậm chí là lâu hơn. Và khi họ tiến hành lễ bảo mã thì họ xem như người thân của mình đã về với thế giới mới, một thế mới, thế giới tốt đẹp hơn, nhiều niềm vui hơn. Nên thường lễ bảo mã sẽ không mang tính buồn nhiều, mà thường lễ bảo mã sẽ như là một lễ hội với nhiều niềm vui và sự vui vẻ thường được thể hiện rất là nhiều. Bên cạnh đó, lễ bảo mã cũng là dịp mà để bà con buôn làng gặp gỡ lẫn nhau, vui chơi với nhau sau thời gian nông làm nông làm nương mệt mỏi. Và sau khi gia đình tổ chức lễ bảo mã cho người thân đã mất thì họ cũng xem như người thân này đã về với thế giới mới, thì xem như cái mã này cái mồ này cũng sẽ bỏ đi và họ sẽ không đến, không quan tâm, không chăm sóc gì đến cái mồ mã này nữa. Chúng ta có thể thấy thiếu phụ của chúng tôi trong trang phục rất truyền thống đang rót rượu từ một cái ống chai dài cho chúc cho từng người. Và chúng tôi xin dùng từ chúc cho từng người một, bất kể là nam hay nữ. Xin giới thiệu với quý vị một tập quán, một thói quen hay là một phong tục của người Bạn Na tỉnh Gia Lai, đó là mời rượu những người đánh chiêng, đánh trống hay là múa sen. Vâng, đấy, chị đang cười rất là tươi, tôi không biết là chị đã được uống rượu hay chưa. Vâng, có một bạn nữ rất là xinh tên là Bình, một ly rượu nghe là ban tổ chức đây. Thực ra là bà con đã mang lên đây đến hai con gà rất là to và nhiều hơn một ghe rượu cũng đang đặt ở trước sân khấu. Những con gà nướng thì đang được một anh thanh niên chế biến nhỏ ra để mọi người dễ cầm nắm để ăn, và các ghe rượu thì cũng đã được đổ nước sẵn sàng cho buổi lễ buổi tối hôm nay, một buổi tối rất là đặc biệt. Quý vị có thể đoán xem là cái nồi đang đặt trên sân khấu được gì ở trong không ạ? Bạn Bình mới đòi xuất rượu đây, nói là ốc. Thực ra thì không phải ốc, đây là một loại củ. Vâng, các bạn nói củ sắn đây là không đúng, đây là củ mì. Vâng, bà con cũng rất là cẩn thận. Ngoài bắp, tôi đang cầm ở trên tay đây, bắp rang. Ai mà răng còn mạnh thì có thể đến đây bốc một mình.
và bà con thì bà con còn lục của mì nữa, và lát nữa chúng ta hãy thưởng thức cùng với rượu gà, cùng với gà nướng. Người chúc rượu cũng đã sửa bước tại khu vực của những người tổ chức mà bạn Bình cũng còn lập xuất sang đây. Trong đoàn cồng chiêng hôm nay, người Ba Na thường gọi đây là mèo. Mèo tức là những người xấu xí, những người có gì đó đặc biệt và dị tộc hơn là những người khác. Nhưng mà đây toàn bộ là hóa trang thôi ạ. Và những nhân vật này thì cũng là mang tính chất mua vui, tính chất hài hước cho lễ hội, chứ không hề có ý nghĩa tâm linh hay hù dọa gì đâu. Chúng ta nhìn vào có thể nhận ra ngay so với các dân tộc khác. Nhưng rất có thể đêm nay người ta ngủ ngon hơn, bởi vì đây chính là một sự tập thể dục. Hôm nay chúng tôi đang thấy đấy, một chị, hai chị và một chị rất đẹp. Một trong những nguyên tắc của nhảy này là không những người chân người bên cạnh là ổn rồi, còn tay thì người này đưa xuống không có những vượt qua nữa lại đấy. Chúng ta thấy ra đi, chúng ta hãy thử đi ạ. Làm sao là không dám khá bản thân ạ. Cảm ơn các nghệ nhân, cảm ơn quý khán giả, chúng ta vừa thưởng thức trong tiết mục thứ hai của buổi tối hôm nay, một tiết mục mang tên Quân Hưng hay là Bỏ Mã.